Thưa quý vị, chiều nay tại thành phố Cần Thơ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân. Ông Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chủ trì buổi khảo sát. Tiếp đoàn có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Các đại biểu đã làm rõ và đề xuất những nội dung về cơ chế bảo đảm tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước đối với các cơ quan tư pháp, về tăng cường vai trò trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân trong việc phối hợp giữa các cơ quan trong đấu tranh phòng chống tội phạm, về tăng cường vai trò trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân trong kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính, tăng cường trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân trong bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng. Ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ghi nhận các ý kiến của đại biểu. Đây sẽ là cơ sở để đoàn khảo sát tham mưu đề xuất các nội dung cải cách tư pháp trong Viện Kiểm sát Nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.